Thưa quý vị, kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay, người lao động được nghỉ 3 ngày. Hôm nay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, lượng người đi lại trên các tuyến đường và các bến xe khá đông đúc. Theo ghi nhận, trong sáng nay tại bến xe khách trung tâm thành phố Cần Thơ có rất nhiều hành khách về quê. Ban điều hành bến đã bố trí 500 xe ra bến, vận chuyển trên 2.000 khách, chủ yếu là tuyến từ Cần Thơ đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Bến xe cũng đã dự phòng khoảng 20 xe khách loại lớn, tình hình vận chuyển trong ngày được đảm bảo, giá vé vẫn như ngày thường. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, cảnh sát giao thông thành phố và các quận huyện đã bố trí lực lượng điều tiết hướng dẫn giao thông tại điểm nguy cơ ùn tắc. Trong ngày, lực lượng này đã tuần tra trên 50 cuộc, qua đó phát hiện xử lý hàng chục trường hợp vi phạm. Tính đến 15 giờ hôm nay thì toàn thành phố không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.